Sau một thập kỷ im ắng, thị trường bất động sản Hòa Bình bỗng sôi động trở lại từ cuối năm 2019 đến nay. Những chiếc ô tô mang biển Hà Nội nối đuôi chạy thẳng cao tốc Láng Hòa Lạc tiến về Hòa Bình chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế. Những biển số tại Hà Nội đã không còn xa lạ với nhà hàng này. Bởi theo chia sẻ, trong thời gian gần đây, bất động sản Hòa Bình đang lên ngôi và các nhà đầu tư tìm đến đây khá là đông. Và đây cũng chính là một trong những địa điểm mà các nhà đầu tư dừng lại để nghỉ chân sau khi một ngày tìm hiểu về thị trường bất động sản này. Anh Linh, một nhà đầu tư tại Hà Nội, tìm đến Hòa Bình với mong muốn sở hữu một second home tại vùng đất hứa này. Tôi thì cũng đang muốn đi tìm một cái mảnh đất mà nó có cái không khí nó trong lành một chút, bởi vì là ở thành phố thì bây giờ nó khá là xô bồ và không khí nó ô nhiễm hơn. Chính vì đấy tôi cũng muốn đi ra phía ngoài các tỉnh lân cận, nơi mà có nhiều cây xanh để có thể tìm cho mình một cái không gian nó trong lành một chút. Kiểu như là một cái nơi trốn thứ hai của mình, thì đương nhiên là khi về đến Hòa Bình này thì bản thân mình cũng mong muốn là tìm được một cái mảnh đất nó đắc địa và nó phù hợp với bản thân và khả năng của và cũng như là nhu cầu của mình và cùng với gia đình. Thực tế cho thấy, những khách mua đất Hòa Bình có cùng suy nghĩ như anh Linh từ Hà Nội không phải là hiếm. Tại nhiều khu vực ở Lương Sơn, Xuân Mai, từ vài năm trước, nhiều gia đình đã rủ nhau lên đây mua đất rồi xây nhà, thuê người trông nom và lâu dần trở thành những xóm biệt thự ngay giữa vùng thôn quê. Và nhu cầu sở hữu second home vẫn hiện hữu đến tận bây giờ. Trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng có làm việc với rất nhiều các nhà đầu tư, từ nhỏ đầu tư cá nhân đến đầu tư lớn. Thì hầu như những cái hàng đầu tư hiện tại họ đang rất rất quan tâm đến cái ngôi nhà, cái sản phẩm ngôi nhà thứ hai. Cái dịch bệnh vừa rồi thì ảnh hưởng khá là nhiều đến các ngành nghề. Nhưng đối với thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường Lương Sơn, thì dịch bệnh hầu như là không có ảnh hưởng nhiều tới cái việc triển khai các dự án. Đặc biệt là cái dịch bệnh đã thúc đẩy một phần cái khách hàng bây giờ có thêm cái nhu cầu, có mong muốn sở hữu cái ngôi nhà thứ hai có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, có chất lượng không khí tốt hơn, và điều đó nó thúc đẩy cái thị trường bất động sản Hòa Bình hiện tại đang trưởng rất là tốt. Không chỉ vậy, cú sốc của đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ đã khiến một bộ phận lớn người dân thay đổi suy nghĩ về cuộc sống. Dịch bệnh đã thôi thúc mong muốn trong mỗi người tìm kiếm một khoảng trời riêng dành cho gia đình. Giờ đây, sở hữu căn nhà thứ hai Second Home cũng đã có sự khác biệt với tâm lý mua bất động sản để nghỉ dưỡng, chứ không chỉ quan tâm đến lợi nhuận từ cho thuê. Ở đây thì cái môi trường thì nó rất là trong lành, không khí thì nó mát mẻ. Nên ở đây thì nói chung là cứ nó đang dịch dã như này ấy, thì ngôi nhà thứ hai nó sẽ đem lại được cái giá trị sống. Nếu mà ở trong lõi mình cảm giác là nó ngột ngạt quá thì mình tìm một cái sản phẩm thứ hai để mình nghỉ dưỡng cho gia đình. Dễ dàng trong việc di chuyển, chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến trung tâm thành phố Hòa Bình. Hạ tầng giao thông kết nối hoàn thiện, điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nghỉ dưỡng ngoại ô. Các chuyên gia cho rằng, bất động sản Hòa Bình chính là một làn gió mới, một điểm sáng cho thị trường bất động sản ngoại ô khi hội tụ đủ các yếu tố và lợi thế để tiếp tục tăng trưởng trong thời kỳ hậu Covid-19.